Từ nay trở đi, con lấy tạm chiếc xe này mà đi học. Bố kiếm đâu ra cái xe ghẻ đấy ạ? Giờ là lúc nào rồi? Anh tưởng còn nhà lầu xe hơi chắc. Con thà đi xe buýt còn hơn đi cái cục sắt này đi học. Đúng rồi đấy, trường của nó là trường quốc tế, phóng cái của nợ này vào trường rồi bảo vệ nó đuổi ra ấy. Đi học quan trọng là kiến thức, học kém, học lưu ban thì mới đáng xấu hổ, chứ giàu nghèo không quan trọng. Con không biết đâu, bố làm gì về cái xe này thì làm, con đi xe buýt. Anh Tuấn. Hả? Xe anh đâu mà anh lại đi taxi thế này? Xe anh để trong gara mà. Sửa hay là lên đời đấy. Đi bảo dưỡng thôi. Hôm nay bọn thằng Lâm Henry nó rủ. Tan học xong anh em mình đi đập phá đấy. Nó bảo nghe danh anh Tuấn đại gia đã lâu, hôm nay mới được diện kiến đấy. Hôm nay anh bận rồi, để dịp khác đi. Chán thế, dạo này anh toàn tránh mặt bọn em hay sao ấy? Thôi anh lên xe đi, em chở anh đến trường. Anh sao thế? Anh ra ngoài có tí việc, vào lớp trước đi. Em đấy á, giờ sẽ bị đá rồi. Nhờ cái. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Sinh như mình đã đành á. Thằng này vừa nhiều mụn vừa xấu. Thằng này yêu con này á, vì tiền. Chứ còn gì nữa, thời buổi này không yêu vì tiền thì cạp đất mà ăn à. Đàn ông bây giờ chỉ thế thôi. Đàn ông tốt trên đời này, chết hết rồi à? Này, giờ kiếm được anh nào yêu chân tình hơi khó đấy. Men lì nhanh Tuấn chứ gì. Tuấn á? Anh Tuấn bây giờ khác rồi. Có gì khác hả Mai Mai? Khác thế nào? Sao? Bà nói đi xem nào. Bạn Ngân, hôm nay đi học muộn thế, đã biết chuyện gì chưa? Chuyện gì là chuyện gì? Không biết thật à? Tưởng hai người yêu nhau, vậy mà bọn này cứ nghĩ... Không quan tâm thật à? Đúng là bạn thân, thân ai người đấy lo nhỉ? Này! Nhà anh Tuấn bị niêm phong rồi, chắc là nợ nần hay phạm tội gì đấy đấy. Sao không? Bà biết? Này! Hay bà đùa bọn tôi? Thật không? Đùa mấy bà làm gì? Đến nhà anh Tuấn mà xem, cả nhà đầy giấy niêm phong đấy. Cậu nói có thật không? Sự thật 100%. Dịp trước mẹ anh Tuấn đến nhà tôi xem bói cũng đã thấy công việc làm ăn bất ổn rồi. Đợi lát nữa anh Tuấn đến mình sẽ hỏi. Làm sao mà tin được. Tôi cá là anh ta không dám đi học đâu. Đáng đời, đồ ăn chơi, phá hết tiền của bố mẹ, phá gia chi tử mà. Thôi vào lớp cậu đi. Cậu đang xúc phạm người khác đấy. Thế chẳng phải anh ta ăn chơi đốt hết tiền của bố mẹ, thế nên bây giờ mới nghèo rớt mùng tơi như thế à? À, nhà anh Tuấn có chuyện rồi. Hôm nay anh ta có đi học không? Không, nghe Mai Mai nói nhà anh Tuấn bị niêm phong. Tối hôm qua tớ cũng thấy như vậy. Vậy tại sao cũng không bảo tớ? Tại cũng chưa rõ thực hư thế nào, tớ định tìm hiểu kỹ hơn đã. Mà thôi, để chiều tớ qua nhà cậu rồi nói chuyện sau nhá. Cậu nhớ qua nhá. Được rồi. Tớ lo lắm. Cậu yên tâm,